Xin chào các bạn đến kênh VivoTech. Thì ở video này mình sẽ đi giới thiệu các bạn về cái cách tùy chỉnh của tai nghe Sony qua cái ứng dụng Headphone Connect. Thì đầu tiên để có ứng dụng này bạn có thể lên App Store hoặc là Play Store để mà download cái ứng dụng Headphone này về. Thì đây mình đã download sẵn rồi. Đấy, và cái tai nghe của mình đang sử dụng là tai nghe WF-SB800N. Thì bạn có thể mở Bluetooth của tai nghe lên và bật ứng dụng lên thì nó sẽ tự động kết nối vào. Ứng dụng này rất là hay, cho phép bạn tùy chỉnh được nhiều thứ. Trước tiên mình cũng phải giới thiệu sơ qua một số cái thông tin. Trên ứng dụng có thể hiển thị cái phần trăm của pin. Ví dụ tai nghe bên trái là bao nhiêu phần trăm, tai nghe bên phải là hiện tại pin còn bao nhiêu phần trăm. Thì phần đầu tiên nó sẽ có cái phần status, tức là phần ở phần này các bạn có thể chọn đây cái Adaptive Sound Control. Thì cái chế độ này là nếu mà mình mở cho nó on lên thì đây là chế độ tự động khi mà nó phát hiện bạn di chuyển hay là ở một cái vị trí nào đó, thì chiếc tai nghe của bạn sẽ tự động sẽ biết được là nó sẽ càng đưa cái âm thanh bên ngoài vào. Ví dụ như bạn đang chạy bộ thì nó sẽ ưu tiên đưa vào cái âm thanh xung quanh bên ngoài vào. Còn đây các bạn có thể thấy này, để stay in có nghĩa là mình đang ngồi yên một chỗ, thì thường mình ngồi yên một chỗ không di chuyển thì tai nghe nó sẽ tự động vào một cái chế độ noise canceling, nó sẽ kích hoạt lên. Nó sẽ bật cái tính năng chống ồn của tai nghe lên. Còn khi mà mình di chuyển hoặc là chạy bộ thì nó sẽ tắt cái tính năng chống ồn. Đấy, lúc này nó sẽ thu những cái âm thanh ở bên ngoài vào. Đây các bạn, khi mà mình di chuyển thì nó sẽ tự động nhận diện ra và nó biết mình đang đi, thì nó chuyển qua chế độ là walking. Thì lúc này nó sẽ tự động bật cái tính năng là ambient sound control. Nó sẽ cho phép thu những cái âm thanh bên ngoài như là tiếng xe hay là tiếng nói chuyện ở bên ngoài vào. Đấy. Ở đây mình thử đứng lại xem. Đấy. Khi mình đứng lại thì cái biểu tượng người nó sẽ không di chuyển nữa. Nó sẽ tự động chuyển qua một cái chế độ là noise canceling. Chế độ chống ồn để mà mình nghe nhạc được tốt hơn. Thì đây là tính năng tự động thông minh. Khi mà mình set thấy cái tự động đó, nó tự động nhảy qua cái đoạn noise canceling này đó. Lúc này tai nghe sẽ được kích hoạt chế độ chống ồn, phát hiện cái hành động của bạn này. Đây, khi các bạn đang ngồi không di chuyển thì cái chế độ chống ồn sẽ kích hoạt. Khi bắt đầu đi đi nhẹ thôi thì chế độ ambient sound nó sẽ ở mức số 12, có nghĩa là nó thu một cái lượng âm thanh bên ngoài vào nhất định. Khi mà mình chạy thì nó sẽ kích hoạt lên ambient sound lên đến 20, thì lúc này nó sẽ thu được nhiều cái tiếng bên ngoài vào hơn. Còn là đi xe hay là tàu hỏa thì nó trở về chế độ noise canceling. Thì ở chế độ này chống ồn không có nghĩa là nó sẽ bạn không nghe những cái gì ở bên ngoài, nó vẫn nghe đối với những âm thanh lớn. Thì những âm thanh nào nhỏ thì mình mới chống ồn, mình mới không nghe được bên ngoài thôi. Đây là tính năng tự động rất là thông minh. Đấy, khi mà mình ngồi yên thì các bạn thấy này, chế độ noise canceling nó được kích hoạt tự động. Còn ở phía dưới này các bạn có thể tùy chỉnh được cái âm bass cũng như là chép. Đây các bạn hãy, đây là các chế độ tùy chỉnh sẵn của Sony. Các bạn thích nghe cái loại nhạc nào thì mình có thể chọn các cái mẫu sẵn hoặc là các bạn có thể tự điều chỉnh cho mình ở cái phần custom. Còn không thì các bạn được bật cái chế độ ambient sound ở đây. Đấy. Bạn có thể nghe được những âm thanh ở bên ngoài. Còn
Ở đây thì có chế độ trong hệ thống của nó thì nó sẽ nhất chế độ này là tự động tắt, nghĩa là khi mà mình lấy cái headphone của mình ra khỏi tai thì nó sẽ tự động tắt cái headphone, hoặc là khi mình bật cái chế độ này lên thì nó sẽ dừng lại khi mà bạn tháo cái headphone ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì ứng dụng nó chỉ có những cái cơ bản như vậy, hoặc một số tai nghe khác thì nó sẽ có chức năng khác nhau.